lại chính trị, thời sự và những cái xã hội, những cái chuyện xung quanh ở đây. Thì hello, có nghe 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 được không Bình Dương? Hello. Nghe nghe rõ luôn mà. Nghe rồi, cảm ơn. Tại vì tưởng đâu không nghe 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 thấy. rõ. Thì hôm bữa nghe anh Sơn Tây nói về vấn đề ở bên Mỹ á, ảnh lèo lái những cái câu chuyện, ảnh nói là bên Mỹ tự do, nhân quyền, rồi Mỹ nó không có báo đảng. Thành ra bữa đó anh muốn lên anh phản biện với anh Sơn Tây thôi. Anh nói những cái đó, ảnh vô trong diễn đàn, ảnh muốn lèo lái những người trong diễn đàn của Bình Dương á. Theo cái cách của ảnh rất là khôn khéo, anh Sơn Tây á. Những cái tay mà chống cộng bên Mỹ như cỡ anh Sơn Tây rồi EQ rồi, họ rất là mưu xảo, chứ không phải là ấy đâu. Họ dùng những cái người mà trong nước người ta không có biết gì về bên Mỹ nhiều á, người ta không có biết về những cái thì cái hiện trạng ở bên Mỹ á. Họ dùng tự do, dân chủ, nhân quyền và đa đảng á, họ sử dụng đó. Cái tính của anh Sơn Tây, nếu mà ảnh rất là khôn khéo, ảnh cũng không có thua gì mà thằng EQ đâu. Đúng đúng Tại vì tôi nhận được những cái, tôi xem được mấy cái text chat mà anh chửi những cái người mà yêu nước đó. Mày là cộng sản, anh chửi cũng dữ dằn lắm chứ không phải giỡn đâu. Thành ra ở đây không phải là mình nói xấu anh Sơn Tây hay là mình nói sau lưng anh gì, tại vì tôi muốn phản biện lại cái like của anh hổm, là ở bên Mỹ anh chị các bạn biết nó có báo đảng nha, nó có báo đảng. Các bạn biết cái đài Fox News với lại cái đài mà truyền hình đó, NBC đó, là của hai thằng đảng. Nó cực kỳ, nó bênh vực đảng của nó. Thằng Fox News đó, nó là của đảng đảng Cộng hòa. Cái đài Fox News đó. Còn đảng, cái đài mà truyền hình mà của NBC đó, là nó của đảng Dân chủ. Nó nói theo cái đường lối của đảng nha. Dân chủ của nó. Anh chị em các bạn nên nhớ, chứ không phải là không có đâu. Nó rất là tài phiệt, và nó nói theo cái cực đoan của cái đảng phái của nó bênh vực cái quyền lợi đảng phái của nó. Còn đại đa số những cái đài khác đó, nó nói chung chung chung, nó đứng giữa vậy, nó chung 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 thôi. Như CNN, CNN nó cũng của đảng Dân chủ. CNN nữa, nó cũng thuộc về tụi đó. CNN nó cũng rất là dân chủ, cái đảng phái của nó bên dân chủ, nó nói theo cái lề của tụi nó. Mà các bạn biết nó rất là cực kỳ theo cái chiều hướng hướng dẫn của cái đảng phái của nó bênh vực nhau, chứ không phải như anh một số người các bạn nói nghĩ rằng bên Mỹ là nó không có báo đảng. Hoàng ơi, con chào cô Hoa, chào anh chị em các bạn, chào anh Tư, chào anh chị các bạn trong diễn đàn lần nữa. Còn về vấn đề tự do của Mỹ, nói chung nó là một cái hiệp Trung Quốc. Anh chị em nên nhớ Mỹ nó là hiệp Trung Quốc. Nó cái đảng phái và cái cách mà mô hình đa đảng và tự do nhân quyền của nó này, nó không có giống ai hết trơn, tại vì nó áp dụng trên một cái đa quốc gia. Mà thành ra nó nói chung là nó không thể áp dụng vào Việt Nam hay là bất cứ quốc gia nào được. Tôi rất là thích cái bài diễn văn của ông tổng thống Bush đấy. Sau khi mà ông đánh Iraq đó, ông quay về thì ông nói rằng 1/3 trên thế giới ngày hôm nay họ sống trong cái gọi là dân chủ, nhưng mà cái nền dân chủ đó nó phải phụ thuộc vào cái văn hóa của mọi quốc gia, chứ không thể nào mà phụ thuộc vào cái văn hóa của nước Mỹ. Ngay cả cái người Mỹ họ cũng biết là như vậy. Cho nên các bạn biết cái tự do, dân chủ, nhân quyền và đa đảng, đa nguyên của Mỹ đó, nó hoàn toàn rồi vào cái quốc gia mà truyền cái quốc gia kiểu mà đa nguyên đa văn văn hóa của nó, không thể nào áp dụng vào Việt Nam được đâu. Các bạn biết là nếu mà áp dụng vào Việt Nam đó thì các bạn ở trong nước chỉ ngồi khóc mà kêu trời thôi. Nhưng mà tôi hay thường hay nói như vậy đó, nó rất là cần từ cái tự do dân chủ mà mình nhân quyền rồi, mà không phải mình muốn nói gì nói đâu, nó nắm thằng có tóc. Các bạn nên nhớ vậy. Nắm còn mấy cái người mà giống như là mấy thành phần mà chống cộng ở bên Mỹ đó, nó lên mạng, ô, anh nói thì tại vì cái đó là về bên cái dân tộc thiểu số của anh thôi, Mỹ nó không có đụng gì tới anh. Như các bạn thấy như Đào Minh Quân rồi những cái nhóm Việt Tân đồ, nó lập hè lập hội, nó cái đó là về cái gọi là cái nhóm sắc dân. Mấy anh muốn làm gì kệ mình vậy, bởi vì cái đó là cái nhóm sắc dân, bản chất văn hóa và cái cách lối sống của mình chẳng có đụng gì tới quyền lợi nước Mỹ cả.
không có đụng gì tới an nguy nước Mỹ cả. Anh lập hội lập hè kệ anh, miễn sao anh đừng có làm sai với luật pháp nước Mỹ thôi. Anh làm sai luật pháp nước Mỹ là nước Mỹ nó nhảy vô đụng anh liền. Giống như tôi nói, đưa ra trường hợp khi mà ông cái vụ mà các bạn biết Waco, cái vụ ở Waco Texas đó, cái vụ mà ông David Koresh, ông này ông là mục sư, các bạn biết ông ra ông lập cái nhóm tôn giáo của ông đó, riêng biệt của ông đó, thì Sao chung kia ông dựng lên một cái trang trại, một cái compound. Các bạn biết ông mua vũ khí hạng nặng rất là nhiều, và ông manipulate những cái người tín đồ đó. Các bạn biết ông làm cho người ta giống như là tin tưởng ông, giống như là một tiên tri đó. Họ theo ông, họ bán nhà bán cửa mọi thứ, tiền bạc là bao nhiêu hết cho ông, rồi lùa vô trong một cái trang trại của ông đó. Ông cất một cái trang trại lớn lắm, vô ông đó rồi ông mua vũ khí rất là nhiều cái loại vũ khí hạng nặng. Các bạn biết ông có mua đồ mà muốn chống lại chính quyền Mỹ mà, thì bên FBI mật vụ Mỹ rồi đó, nó thương lượng mà ông không chịu hàng, cho nên nó đánh, hai bên đánh với nhau. Chính quyền Mỹ nó đưa cả xe tăng bọc thép, máy bay, mà các bạn biết cái chiếc Apache, một cái loại trực thăng rất là hiện đại, nó đưa vô để đặng mà nó đánh với ông mà. Và bên phía cảnh sát với lại tụi mật vụ đồ, bên những cái gọi là tụi mà lính đặc nhiệm á, nó cũng thiệt hại. Cho nên các bạn thấy làm bất cứ cái gì như vậy, nếu mà đụng tới an nguy của an ninh của quốc gia là thằng là chính quyền Mỹ nó đụng, nó nhúng tay vô, nó dẹp loạn liền, chứ không phải giống như kiểu Việt Nam mình mà nhờ gọi là thương, giống như là nhờ nhượng bộ đâu. Cho nghe nên cái tự còn do sử dụng cái tình cảm. tại vì các bạn thấy cái Mỹ nó cái khuôn khổ pháp luật của nó thượng tôn lắm. Đấy. Cái tôi thượng tôn cái gì cũng cái ra tòa, cái tòa án để hay sau khi mà cái nít Lệ Minh nó thả ra rồi đó, Lệ Minh sẽ bắt đầu đi xuống với đau thao, đi xuống những khu vực để giải thích cho anh chị em các bạn thấy cái vấn đề mà quyền lực của Mỹ nó như thế nào. Đấy. Vào những cái khu tòa án và những cái cách mà hành xử, để anh chị em các bạn thấy cái bộ luật của Mỹ và những cái cách mà tự do dân chủ nhân quyền, những cái luật pháp của nó rất là hay, nhưng mà nó chỉ áp dụng cho một cái quốc gia hiệp Trung Quốc thôi, nó không áp dụng được cho Việt Nam. Các bạn là nhớ vậy. Đi ra tòa cũng vậy, rồi đi đến những cái nơi mà trung tâm hành chánh của chính phủ cũng vậy, nó có một cái phép tắc rất là rõ ràng, một cái quy luật hành chánh của nó, như là đất đai, luật về đất đai, luật về dân sự. Những cái dân sự nó có một cái gian hàng vào những cái cửa hàng của nó, đâu qua đó hết, những cái văn phòng của nó riêng biệt hết, và nó trình tự hết, nó có một cái hệ thống trình tự của nó hết, đâu ra đó. Cho nên các bạn nên nhớ rằng, nghĩ rằng tôi tự do dân chủ nhân quyền ở bên Mỹ như kiểu như anh Sơn Tây hay là AQ hay là những người mà chống cộng cực đoan ở Mỹ, họ lên mạng mà họ tuyên truyền, nó không có đơn giản như vậy đâu, nó không đơn Chào giản. Nguyễn Quang. Thì ở đây em cũng em chỉ tìm hiểu thêm như thế này thôi. Ví dụ như ở Việt Nam mà giống như ở Mỹ về cái vấn đề mà việc làm thôi. Anh thấy thì người Việt Nam mình em nói anh dám không? Có nghĩa bên kia em đi mà làm một công ty mà công ty cho mình nghỉ thì trong cái hồ sơ nó đã ghi khác. À. Nói nếu mà Rồi nói về làm bữa nào anh sẽ dạ chia sẻ về vấn đề đó, cái vấn đề mà từ một người mà ra trường họ đi học và đi làm và cái trình tự như thế nào, nó cũng có cái đó, nó cũng rất là hay. Nếu mà nói về cái mô hình đó nó rất là hay, các bạn, nó có trình tự chứ không phải là ở bên Mỹ nói rằng tôi học xong tôi tốt nghiệp tôi ra trường là tôi có công ăn việc làm liền đâu. Nhiều đứa mà ngoại trừ nó học giỏi thì được hạ được công ty rồi nó mua trước rồi, mấy đứa đó là nó vô nó bốc trước, nó bốc từ hồi cái thời ở trung học rồi, nó bỏ tiền ra nó đài thọ rồi, năm thứ ba là nó đã cho thực tập vô hãng nó là nó làm rồi. Còn mà mình học mà ở cái điểm mà từ B trở xuống là đi làm mình phải có người giới thiệu, thì cái đó để hôm nào để triển khai. Thì bây giờ nói về vấn đề mà tự do dân dân quyền và đa đảng của Mỹ đó, các bạn biết nó khái quát dữ lắm về những cái luật pháp của nó đâu vào đó, chứ không phải như kiểu Việt Nam mình.
Các bạn nhớ ở Mỹ về biểu tình nó cũng có cái luật của nó, chứ không phải là anh biểu tình tầm bậy tầm bạ. Bởi vì cảnh sát Mỹ nó có cái luật đó, khi mà các bạn thấy những người biểu tình mà xuống đường mà làm loạn đó, nó quýnh thẳng tay nó cho ngựa búng, nó quýnh coi như thằng nào nấy, coi như là ở mồm máu miệng phun ra luôn. Nó có cái luật của nó rồi, anh mà bước ra ngoài cái ranh giới của cái luật đó là nó quýnh anh thẳng tay, quýnh không nương tay, mà ba toan mà nó đập. Em có thấy một cái clip á, gọi là người ta biểu tình ôn hòa mà nó xịt, gọi là xịt hơi cay, xịt cái màu gì mà đỏ đỏ, ngồi xịt, đúng là nói chung là xem như người giống như là chỉ là gọi là cỏ rác thôi, nó không bận tâm gì tới, nó xịt hết. Đúng rồi, tại vì nó có cái luật rồi, nó có cái luật là quýnh thẳng tay à. Tại vì anh biểu tình, nó xin mà biểu tình cái người ta xin phép, hay là những cái mà hội nhóm của nó xin phép biểu tình, thì nó có cái luật của nó cho cảnh sát biết là số lượng khoảng bao nhiêu người để đặng mà nó điều cảnh sát ra để bảo vệ cái trật tự an ninh xã hội. Còn nếu mà biểu tình cái kiểu mà bạo loạn á, thì nó dùng luật thiết quân sự của nó dùng che bọc thép và những cái thiết quân sự của nó rất là mạnh, nó búng thẳng tay Đó, mà. như như ở đây thì anh nói thì bắt đầu em mới chia sẻ, giống như đó, như mới nãy có cái thông tin có cái anh nào nói ông Duy Tân coi như chính quyền mời ổng đến bây giờ như là 21 22 lần gì rồi, nhưng ổng không giống vẫn không chấp hành. Thì anh nghĩ nếu trường hợp đó nhưng mà gọi là bên Mỹ thì như thế nào anh? Bên Mỹ là nó lại nó mời hả, nó mời nó mà thấy cái đó nghe nó mà nghi ngờ lại, nó cầm cái cục bỏ trong tù trước rồi nó điều tra nó điều tra, còn không vô tù á, rồi ví dụ như nghi ngờ hay bất cứ những cái gì đó nó không có mời kiểu gì, nó thấy mà đủ cái chứng cứ là nó còng lại nó bỏ trong tù. Mình có tiền đó, mình bêu ra lúc đó là mình phải lên tòa xuống tòa, nó hành tội mình phải lên tòa xuống tòa. Như kiểu như chừng nào anh giải thích là anh làm cái điều đó đúng thì nó mới trả lại cái tiền bail đó, và nó mới trả anh tự do. Mà anh phải lên tòa xuống tòa rồi phải đóng tiền này tiền nọ đủ thứ hết. Như ông Di Tân nếu mà áp dụng trên cái luật của Mỹ mà ông vi phạm những cái điều mà về luật dân sự, ông phê phán những cái điều mà nó không dựa trên bằng chứng như vậy đó, thì nói chung là nếu mà áp dụng trên cái luật Mỹ thì ông đó hơi bị phiền, ông đó hơi bị phiền. Nó chiếu về cái những cái luật dân sự, tại vì tự do ngôn luận anh phải nói trong cái khuôn khổ phép tắc nó đúng, anh phải dựa trên cái gì đó anh nói đúng, chứ không phải anh nói tầm bậy tầm bạ xuyên tạc như ổng. Nhất là ổng chống lại chính quyền, như gần đây ổng xuyên tạc về cái chết của chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng vậy, ổng nói những cái điều đó là nó không đúng. Tại vì cả cộng đồng thế giới giờ dở lên báo Mỹ, người ta cũng gọi là nghiêng mình kính cẩn mà chào, rồi gọi là để tang họ, để 5 phút mừng liên tại Liên Hợp Quốc ở tại New York vậy, họ để 5 phút mặc niệm về một cái nguyên thủ quốc gia người ta qua đời. Chứ là còn ổng thì ổng làm vậy, nếu đúng ra ở một cái quốc gia mà nó có một cái pháp luật rõ ràng thì ông đó cũng hơi mệt, ổng hơi mệt. Tại Việt Nam mình tính cách luật pháp Việt Nam mình nói chung còn lỏng lẻo lắm, anh về anh sống anh biết nó còn lỏng lẻo lắm, Đúng đúng làm gì cũng vậy. Khi mình có thể lách luật được, còn ở Mỹ muốn lách luật đó, phải có luật sư giỏi, phải biết luật. Bây giờ mình một người nói về vấn đề dân sự, một người mà lái xe mà phạm luật ở bên Mỹ đi, mà họ phạm ba bốn cái lỗi thì họ cần phải một người luật sư giỏi để đặng biện hộ, để đặng giảm xuống ra tòa xin cho nó giảm tội bớt. Tại vì họ những luật sư bên Mỹ nó nhiều nhiều lắm, và luật sư của nó chuyên ngành, ví dụ về tai nạn xe cộ thì nó chỉ có luật sư về chuyên ngành đó thôi, còn luật sư gia đình thì nó nói về nhiều lĩnh vực như là ly dị, rồi những cái bạo loạn trong gia đình đâu này kia. Mỗi cái nan đề của xã hội nó có một cái luật sư riêng của nó, và nó có những cái cố vấn riêng của nó, cho nên ở bên nó có một cái trình tự hết trơn, nó không phải nhưng mà ở Việt Nam có một cái hay là ví dụ như chẳng hạn anh thấy ở trên mạng này nó cũng có một số đó, có những người mà người dân thường thôi mà muốn gọi là đảm nhiệm luôn những cái nhiệm vụ của những người cơ quan an ninh, ví dụ chẳng hạn như bây giờ cái thằng đó rồi cái thằng đó nó phạm tội rồi mấy ổng mà người ta xử, ví dụ chẳng hạn người ta xử thêm 2 năm thôi mà ổng không chịu, mấy ổng phải xử thằng đó phải một và đem treo cổ luôn hay là tử hình luôn người ta mới chịu. Nên ở đây em
cái người Việt Nam thật sự ra họ cái nhận thức về luật pháp họ còn yếu, nhưng mà cái gọi là theo cái gọi là nói theo cái tiếng như gọi là dân dã nói giống cái kiểu tài lanh á, muốn mình luôn luôn là muốn mình nói chuyện lấn vào cái việc của người khác luôn. Chào chị cô Hoàng. Nói chung theo cái như Bình Dương nói, cái sự nhận định của anh về anh thấy đó, thì cái mà hệ thống mà pháp luật Việt Nam về vấn đề tòa án của mình đó, nó còn rất là lỏng lẻo, cái cách giải quyết đó, nó lỏng lẻo thì không đúng, nó còn rất là nhân đạo. Và cái cách hành xử cứ mình theo cái văn hóa của người Việt mình, có những cái xử người ta đem ra giữa ngoài công cộng và ngồi xử, nó bên luật pháp Mỹ nó không có vậy. Luật pháp Mỹ xử bất cứ vụ án gì là anh vô trong tòa nó khép kín lại hết, là cứ dở bộ luật hình sự ra và bộ luật dân sự hình sự gì đó dở ra theo theo mỗi cái luật đó và xử tới vậy thôi. Còn những người mà dân thường đó, anh không có quyền ý kiến ý cò ý gì trơn á. Luật đó là anh sai anh phạm là quốc anh theo cái đó thôi, chứ không có phải như Việt Nam đem qua đó rồi để cho mọi người nghe. Tại vì trong cái dư luận á, cái dở cái của cái người cái luật Việt Nam là gì, khi mình đem ra ngoài dư luận gì đó, nhiều khi cái bà bán rau, cái anh mà nói xin lỗi, nhưng khi đừng ai nghĩ tôi nói đừng ai nghĩ tôi mặc cảm, nhưng ngay cả tôi nói cái anh mà đi đi lượm ve chai đi, hay là một cái anh cái bà bán rau bán cá đi, bà cũng nhảy vô bà xía vô bà nói được nữa, bà cũng bình luận được nữa, bà cũng nhảy vô bà chàm chồm được nữa. Thành ra nó loạn, thành ra nó làm cho cái xã hội nó loạn lên. Trên Facebook này cũng vậy, nhiều người đi làm chính trị gì, ngay cả cái bà đi bán cá hay là cái người đi bán vé số, hoặc mình nói vậy không phải là mình phân biệt cái giai cấp giàu nghèo, không phải, tại vì cái trình độ cái sự hiểu biết nó mỗi người mỗi khác. Nhưng mà nói đến pháp luật đó, là những người đó họ phải hiểu về bộ luật pháp như thế nào thì người ta xử như vậy. Nhưng mà khi đưa ra ngoài một cái công cộng vậy thì như trên Facebook về chính trị vậy, có đủ thứ mọi thành phần đó, họ yêu nước thế này thế nọ, khi mà họ nghĩ rằng tiếng nói của họ là phải đúng, nhưng mà cái kiến thức và khả năng trình độ họ chỉ ở cái bậc đó thôi, là thì làm sao họ có thể hiểu hết được những vấn đề chuyên môn khác. Thành ra nó loạn, ngay cả bởi dân trên Facebook bắt đầu nó loạn, ở ngoài xã hội thật bắt đầu mình đi ngược ra ngoài cái xã hội, về Facebook là nó xã hội thu nhỏ, mình đi ra ngoài xã hội thật thì nó bắt đầu nó cũng loạn. Cho nên cách xử ở Việt Nam nhiều khi đưa ra ngoài công cộng đó là rất là phức tạp, là cái văn hóa của người Việt mình từ hồi nào giờ hay như vậy. Đưa ra công cộng để lấy dư luận, cái đó không được, không được. Ở bên Mỹ một bất cứ một cái tội phạm, bất cứ chuyện nhỏ ăn cắp vặt hay là những cái gì đó lăng tăng lên ten là phải vô trong tòa, nó khép kín, vô trong tòa là mỗi một cái phòng tòa nó đâu đó hết. Bà tòa hay là ông tòa mà bước ra cái thẩm phán đó là mọi người phải nghiêm chỉnh nghiêm minh, phải ngồi đứng dậy là phải chào ông tòa, cái bà tòa, cái người thẩm phán đó họ kêu ngồi xuống thì ngồi xuống, người nào phát biểu thì phải trình tự như phát biểu, không có loạn xạ sang ngọc. Cho nên các bạn thấy hiện nay Việt Nam mình những cái phim ảnh của Mỹ nó dựa trên phim ảnh về hình sự đó, nó dựa trên những cái câu chuyện thật rất là nhiều. Cho nên bắt đầu các bạn thấy những các bạn coi phim Mỹ ở Việt Nam bắt đầu nó đưa vào những cái phim mà xã hội về hình sự đó, theo dõi cái đó cái nó rất là hay, về những cái cách mà nó luật pháp Mỹ nó xử xử đó. Mà người Việt mình hiện nay mình chưa có quen coi phim 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 mà Mỹ nhiều, mình có thích coi phim Tàu, phim Hàn nhiều. Cho nên cái phim Hàn đó, nó ảo tưởng nhiều hơn cái phim mà của cái người châu Á đó. Phim phim Mỹ đa số, tôi đây tôi phải không phải là về tuyên truyền cái văn hóa của Mỹ, tại vì những cái người mà Việt kiều đó, họ lúc nào cũng lên, những cái người mà chống cộng cực đoan á, xin lỗi tôi nói nhiều khi cái lời nói của tôi nó chưa có chuẩn, nhiều khi các bạn thông cảm, cái nào tôi nói sai thì các bạn chỉnh giùm. Nhiều khi cái người mà chống cộng cực đoan họ lên trên này á, họ tuyên truyền theo cái lề là lề lối của họ, nhưng mà luật pháp Mỹ nói chung là nó đâu qua đó lắm, 1122. Còn Việt Nam mình thì nó cái cách hành xử về luật pháp vậy, xử xử vậy, ngay cả nói về trong vấn đề giao thông vậy, cái người cảnh sát ông mà cứ nhảy lên chiếc xe rồi bắt rồi cái cầm cái cây xẹt xẹt khi đụng cái té nã đùng thì nó mất đi cái chuyên môn của nó. Còn thằng Mỹ không có, các bạn thấy luật của nó hả, khi mà nó kêu ngừng ngồi là ngồi, đứng là đứng, mà lạng chạng nó đá cái bụp một cái là nó quất một cái cây ba ton, hay là nó bắn cái súng điện của nó, trước hết là nó bắn cái súng điện nó trước, nó thấy nguy hiểm là nó bắn đạn thiệt, nếu mà nó thấy mà nguy hiểm là nó bắn đạn thiệt, coi như là dân vô dịch. Các bạn thấy
như cái bà Việt Nam ở sao sao Carolina, cái bà Việt Nam chỉ cầm con dao thôi, bà đi tới bà xăm 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 bà gượt cái người nào không biết nữa, bà xăm xăm mà cảnh sát kêu bỏ con dao xuống, đứng lại mà bà không hiểu lúc đó bà đang giận gì đó, quất bạn cái nằm đo đo đất luôn. Các bạn thấy luật pháp của Mỹ nó là như vậy đó, anh mà không hiểu là nó quất anh đo đất, anh về anh đo đất rồi. Chào anh Tí Tông nha. Anh Gia Cát Thiên Sinh, cái câu hỏi của anh thật sự ra thì Dương chỉ nói về anh sẽ hiểu nè, con người ta mà đúng không, đôi lúc nhiều khi bực tức hay nóng giận thì đương nhiên cái gì cũng vậy, anh bị người ta dồn ép quá thì đương nhiên anh có phải phản ứng thôi, thì cái chuyện đó là cái chuyện bình thường thôi, anh không cần thiết phải hỏi đâu, anh tự anh tư duy anh cũng nhận ra được cái điều đó mà. Rồi em Nhiều mời anh khi tiếp là để anh. cái câu hay cái chữ nào mà anh em mà ví dụ như là mình chưa có hiểu được thì cái đưa ra, nhiều khi cái lời mình nhiều khi chia sẻ, nhiều khi nói những cái chữ, tại vì mình không trực tiếp sống ở Việt Nam nhiều á, thành ra những cái băng từ mình nói nó không lưu loát như một số những người khác, không có như những người khác, tại vì các bạn sống trong nước nhiều hơn Lợi Minh, thì Lợi Minh sống ở nước ngoài nhiều hơn các bạn, cho nên nhiều khi cái cách và cái những cái ngôn từ nói nó đúng là như Luli nói, là anh Lợi Minh nói không có chuẩn thiệt, nhiều khi dân dễ bị bắt bẻ hay là dễ bị Với anh Tân Hữu ơi, thành anh ra. nghĩ như